Tập phim Quả trứng kỳ lạ. À, tha cho em. Đồng cứu hư hết hồn. Chuông. Trứng bệnh. Ra vậy quá chị? Tụi em nhặt được ở ngoài vườn. Mà lại còn bị cột trong khăn nữa chứ. Không biết đây là trứng của con gì nhỉ? Đây chắc chắn là trứng của con mèo săn quýt bảy màu. Đó, của con chó đen hết bảy màu mới đúng. Mấy anh sai hết cả rồi. Đây chắc chắn là trứng của con phượng hoàng xúc xích bảy màu. Mèo săn quýt. Chạy đâu nè? Phượng hoàng. Em nghĩ dù là trứng gì, nhưng khi nở ra chắc chắn nó sẽ rất dễ thương. Dễ thương gì? Làm ốp la là ngon nhất. Không, đứng luộc mới được. Mấy anh sai rồi, bánh lăng mới là số 1. Đứng luộc. Không được, các anh không được đụng đến quả trứng. Em sẽ ấp nó. Vàng đâu lên cả mẹ kìa. Cười quá, ấp đi rồi mẹ. Em không ấp nổi đâu Vàng ơi. Đừng lo, chị sẽ bảo vệ em. Vàng ơi, đến giờ ăn tối rồi. Mấy anh tự nấu cơm đi, em đang bận ấp trứng. Em mau nở ra chơi với chị nha. Ôi, đáng yêu quá. Có chuyện gì vậy Vàng? Trứng nở rồi. Con sâu. Ao dí vào. Anh đặt tên cho bé là bánh bao nha. Con sâu này lạ quá. Sách bách khoa côn trùng không thấy nói đến. Để em ra thư viện tìm hiểu. Vàng ẵm thử em bé đi. Không, em sợ sâu lắm. Chắc em bé nói bụng. Mấy giờ thịt bào tấn công. Chơi với em bé trắng theo. Em đi mua kem đây. Chắc phải đem nhóc này tới trại trẻ mồ côi thôi. Ăn táo đi Bạch Tuyết, táo ngon lắm. Gì vậy Vàng? Sao người bánh bao nóng quá? Bánh bao sốt cao quá, chúng ta phải đi tìm gặp bác sĩ thôi. Bác sĩ ơi, bác sĩ.
Xin lỗi gia đình, nhưng tôi không biết chữa trị cho sao. Làm sao bây giờ? Sao bánh bao lạnh ngắt rồi? Bánh bao tiêu rồi. Bánh bao có chị. Vàng ơi, dậy đi, dậy đi. Mọi người ơi, thì ra bánh bao vẫn chưa chết. Bánh bao chỉ hóa thành kén và chuẩn bị lột xác thành bướm. Thật vậy sao? Bánh bao của chị. Em làm cho sợ quá. Xin lỗi cho tôi hỏi. Trời ơi con tôi. Bánh bao. Và khi chị đi hút mật hoa về thì tên trộm đã lấy mất quả trứng. Thì ra chị là người mẹ thật sự của bánh bao. Này bánh bao đã tìm được mẹ rồi. Chúng ta phải trả bánh bao về với mẹ của bánh bao thôi. Bánh bao của chị nhớ ngoan ngoãn nghe lời mẹ và không được làm mẹ buồn nhé. Lại đây con. Vàng đang mượn, ngày mai xanh ra chợ mới trứng với vàng ấp. Hay là em thích trứng thằng lằn không? Mẹ ơi.